Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình 60 giây sáng chủ nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay ngày 17 tháng 9 năm 2023 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Quần thể Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Lễ hội Vương quốc Anh với đêm nhạc sôi động tại thành phố. Thưa quý vị, đêm 16 tháng 9 tại kỳ họp lần thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, Vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh và quần đảo Cát Bà thuộc thành phố Hải Phòng đã chính thức được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Trước đó, Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh từng được UNESCO hai lần công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào các năm 1994 và 2000. Đến năm 2013, hồ sơ đề cử quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí đa dạng sinh học và hệ sinh thái được gửi tới Trung tâm Di sản Thế giới. Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận di sản thế giới bởi nơi đây chứa đựng các khu vực có vẻ đẹp thiên nhiên bao gồm các đảo đá vôi có thảm thực vật che phủ và các đỉnh nhọn núi đá vôi nhô lên trên mặt biển cùng với các đặc điểm khác liên quan như các mép vòm và hang động. Đây cũng là di sản thế giới liên tỉnh thành phố đầu tiên của Việt Nam và là bài học kinh nghiệm hữu ích cho việc kết hợp quản lý, bảo vệ cũng như phát huy giá trị di sản thế giới. Theo quy hoạch giai đoạn 2024-2027, thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 nối khu đô thị Thủ Thiêm với quận 7. Năm phương án được công bố xây dựng cây cầu này đều để mức tỉnh không tính từ mặt nước đến gầm cầu chỉ khoảng 10 mét. Ngay lập tức khiến nhiều chuyên gia, doanh nghiệp và người dân bày tỏ sự lo ngại bởi vì với mức tỉnh không như vậy là quá thấp, khiến nhiều tàu thuyền lớn không thể qua lại, gây cản trở giao thông và đánh mất tiềm năng lợi thế cảng du lịch quốc tế của thành phố. Chiếc tàu du lịch này cao khoảng 15 mét đã phục vụ hàng trăm du khách đến thành phố Hồ Chí Minh tham quan. Nếu cầu Thủ Thiêm 4 được xây dựng với mức tỉnh không 10 mét, con tàu này không thể di chuyển ra khỏi khúc sông này. Mình lại xây một cái cây cầu hạ lưu với tỉnh không có 10 mét, thì vô hình dung mình chặn hết những cái con tàu lớn cập cảng vào đây. Cảng Sài Gòn hiện có hàng chục tàu nhà hàng neo đậu, nhiều chiếc cao hơn 15 mét. Tỉnh không nó bao nhiêu, nó phải nằm trong một cái tư duy quy hoạch là phải nhìn ở cái góc độ mà kinh tế đô thị. Trong đó nó có du lịch, nó có cảnh quan, nó có phát triển các khu đô thị và có rất nhiều vấn đề. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, về mặt kỹ thuật không khó để thay thế phương án xây cầu mở, cầu quay hoặc hầm vượt sông, quan trọng là rà soát lại quy hoạch. Các chuyên gia cho rằng một cây cầu thường có tuổi thọ hàng thế kỷ, nếu sai rất khó sửa. Làm cầu phải hợp lý, giữ được tiềm năng cảng du lịch quốc tế, vừa giữ được nét văn hóa trên bến dưới thuyền của thành phố. Vào tối qua, hàng trăm người dân và du khách đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để hòa mình vào đêm nhạc lễ hội Vương quốc Anh. Tất cả đã tạo không khí sôi động và náo nhiệt trong đêm cuối tuần. Tiếng nhạc sôi động, đặc biệt là những bài hát của nhóm nhạc Anh huyền thoại 911 đã khuấy động không khí tạo nên sự hào hứng của khán giả. Em đến đây thì em thật sự là thấy là rất là vui rồi, cũng muốn hòa vào cái không khí của cái buổi lễ và cái hòa nhạc. Lễ hội Vương quốc Anh là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh Việt Nam, đồng thời ghi số mốc 30 năm hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam, thể hiện tình hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia. Ngoài điểm nhấn là đêm nhạc sôi động, lễ hội còn có các gian hàng trưng bày các sản phẩm thương mại của Anh về những lĩnh vực như hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính. Thể hiện sự hòa nhập giữa văn hóa của hai nước, những cái thành tựu về cái sự hợp tác giữa Anh và Việt Nam. Sau thành phố Hồ Chí Minh, lễ hội Vương quốc Anh sẽ đến Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 10, qua đó có phần nâng cao hiểu biết và khơi dậy những cuộc đối thoại đổi mới trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước. Sân khấu kịch Búp Sen Hồng, sân khấu kịch thiếu nhi đầu tiên do chính các em đảm nhận vai trò diễn viên vừa chính thức đi vào hoạt động vào hôm qua 16 tháng 9. Trong cơn mưa nhẹ chiều cuối tuần, hàng trăm thiếu nhi thành phố háo hức đến xem xuất diễn đầu tiên tại nhà thiếu nhi quận 11. Trong ngày đầu công diễn, trích đoạn trong vở Út Bự và Bầy Hổ nằm trong chuỗi kịch độc quyền Xứ Sở Thần Kỳ cùng nhiều tiểu phẩm ngắn, chính kịch lẫn hài kịch được chính các diễn viên nhí đảm nhiệm dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Lê Hay. Nhi là nghệ sĩ nhí thiếu nhi cũng sẽ tham gia vào công tác đó từ lúc hồi nhỏ và các em sẽ có được nhiều thời gian để rèn giũa về nghệ thuật từ tấm bé. Con cảm thấy bộ môn này rất là hay và ý nghĩa. Tại bộ môn này giúp cho bọn con giải trí và trải nghiệm nhiều vai diễn.
Các vở kịch không chỉ đơn thuần là phương thức giải trí mà còn mang tính giáo dục và giúp trẻ em có cơ hội trải nghiệm, học hỏi những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Qua đó, góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực, tạo ra môi trường phát triển và khơi dậy tài năng của các nghệ sĩ nhí trong nghệ thuật kịch nói. Thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhiều địa phương khác đang tiến hành tổng rà soát công tác an toàn phòng cháy chữa cháy ở các cơ sở nhà trọ, chung cư mini sau vụ cháy thảm khốc ở Hà Nội. Không chỉ chính quyền địa phương mà bản thân nhiều người dân cũng nhận thức rõ được nguy hiểm rình rập tại các chung cư cũ đã xuống cấp, không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy. Hệ thống phòng cháy chữa cháy hoen rỉ, ống nước cứu hỏa không còn, không có chuông báo cháy, dây điện chằng chịt. Đây là những hình ảnh tại chung cư 134 Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, nơi người dân từng ngày sống trong nỗi lo xảy ra cháy. Sợ rồi, có chuyện phải sợ rồi. Giống như gia đình mình ở đây từ nhỏ tới lớn mà. Thì mình thấy nó càng ngày nó càng xuống cấp, hay dây điện, hay là bể ăn xối, hay này nọ. Giờ là cha chung đâu có ai sửa đâu. Chung cư Tôn Thất Thuyết ở phường 4, quận 4 cũng trong điều kiện tương tự. Dây điện chằng chịt, không có hệ thống phòng cháy chữa cháy. Tòa nhà nó cũng có thấm dột mưa đồ này, nhiều khi nó chạm vô dây điện hay những bó dây này có thể nó phát tia lửa. Theo thống kê của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, có 474 chung cư cũ xuống cấp, trong đó có 14 chung cư cấp D tức bị hư hỏng nặng nguy hiểm, 116 chung cư cấp C. Đợt tổng rà soát lần này hy vọng sẽ có hướng giải quyết cho hiện trạng này để người dân tại các khu chung cư không còn phải tiếp tục nơm nớp lo sợ. Vụ sạt lở bờ sông Bến Bạ, đoạn thuộc phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, xảy ra đã gần 2 tháng. Tuy nhiên, đến nay, đoạn sạt lở này vẫn chưa được khắc phục, khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Gần 2 tháng trôi qua, nhưng chị Lê Thị Hồng Mai không thể quên thời điểm cả quán cà phê của chị bị sạt lở kéo sụp xuống lòng sông Bến Bạ. Thật cứ ồ luôn này, ngay cái xả của cá lấy đồ kịp đâu. Cuộc sống hàng ngày của tôi nhờ có quán thôi, với rồi giờ tiêu hết giờ ở gài ở một tháng mấy hai tháng nay rồi ngồi đó rồi chịu chặn luôn, có mặn gì ra tiền đâu. Vụ sạt lở bờ sông Bến Bạ xảy ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 18 tháng 7, ngay cạnh điểm thi công đóng cọc cầu Bến Bạ và nút giao IC2 thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông. Vị trí sạt lở có chiều dài khoảng 100m, ngang 5m, làm sụp cả tuyến đường giao thông và công trình nhà dân cặp bên mé sông. Nguyên nhân sạt lở được xác định là do nền đất yếu và do quá trình thi công đóng cọc công trình. Để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân, Ủy ban nhân dân quận Cái Răng đã kiến nghị ban quản lý dự án Mỹ Thuận khắc phục tạm thời bằng cách trải tấm cao su bảo vệ mái bờ sông, xây bờ bao và đường tạm để bảo vệ diện tích sản xuất, nhà cửa của người dân, giúp đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ sắp tới, trong khi chờ đầu tư công trình chống sạt lở kiên cố. Mỗi vụ hoa cúc phải mất khoảng 5 tháng gieo trồng, chăm sóc mới thu hoạch được. Để kịp có nguồn hoa cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngay từ giờ, các vùng trồng hoa ở Bà Rịa Vũng Tàu đã xuống giống vụ hoa Tết. Từ cuối tháng 7 âm lịch, anh Lê Trung Tâm ở thôn Tân Giao, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức đã xuống giống 2.000 chậu cúc, chủ yếu là cúc đại đoá và pha lê. Cái chi phí đầu vào đối với nhân công thì nó không có tăng, phân thuốc thì nó tăng khoảng 10%. Thương lái là đã có những người đó họ đã đặt cọc, cho nên nhà vườn bây giờ chỉ việc có chừng chăm và đảm bảo với nguồn uy tín. Tại làng hoa Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, vụ hoa Tết Giáp Thìn 2024 có khoảng 150 hộ xuống giống với khoảng 20 hecta, tương đương khoảng 400.000 chậu. Còn đối với những loại hoa ngắn ngày hơn như mao ga, cẩm chướng, hoa ly, hoa hồng, hướng dương, dừa cạn, thì đến cuối tháng 9 đầu tháng 10 âm lịch, bà con mới bắt đầu xuống giống. Chăm sóc một phần thôi là thời tiết. Nhiều khi thời tiết mà nó ảnh hưởng về bão gió, về không khí lạnh nhiều thì nó ảnh hưởng đến mùa bông. Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dự kiến sẽ có khoảng 100 hecta hoa vụ Tết năm nay, tăng 10% so với cùng kỳ. Tiếp theo trong chương trình sẽ là... Công an Đà Nẵng bắt giữ đối tượng thực hiện hơn 25 vụ trộm cắp biệt thự. Kịp thời cứu chữa thuyền viên tàu nước ngoài gặp nạn trên biển. Sáng 16 tháng 9, lực lượng chức năng Đà Nẵng đã bắt giữ một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản. Tên này chuyên đột nhập các biệt thự hay nhà dân sơ hở, thực hiện liên tiếp 25 vụ trộm cắp.
Y tên Trần Xuân Trung, 33 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2023, quận Liên Chiểu liên tiếp xảy ra nhiều vụ đột nhập vào các căn hộ shop house, biệt thự vào đêm khuya để trộm tài sản. Công an quận phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, truy xét, phát hiện đối tượng Trung có nhiều nghi vấn. Sau đó, các trinh sát đã bắt giữ Trung tại Quy Nhơn, Bình Định rồi di lý về Đà Nẵng. Đối tượng thừa nhận đã gây ra hơn 25 vụ đột nhập tại Đà Nẵng, lấy trộm tiền mặt, điện thoại di động, đồng hồ đeo tay, mang bán để có tiền tiêu xài. Trung từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mãn hạn tù chưa lâu lại tiếp tục tái phạm. Cũng tại Đà Nẵng, một đối tượng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi lên đến 400% một năm vừa bị cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Nẵng tạm giữ. Đối tượng bị tạm giữ là Phạm Văn Thông, sinh năm 1991, trú thành phố Hải Phòng. Ngoài ra, công an còn triệu tập hai đối tượng khác có liên quan đến đường dây này. Bước đầu, Thông khai nhận, từ đầu năm 2023 đến nay, đã cho gần 300 người ở Đà Nẵng và Quảng Nam vay với hơn 1.000 lượt, lãi suất từ 280 đến 400% năm, qua đó thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng. Đối với các trường hợp chậm trả tiền, các đối tượng gọi điện hăm dọa tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp. Khám xét nơi ở của đối tượng, ban chuyên án thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân và giấy phép kinh doanh của người vay. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng. Đối tượng Kiều Xuân Cường, 42 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên, là giám đốc công ty cổ phần hóa chất và phân bón Phúc Mỹ, vừa bị bắt tạm giam về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón. Theo điều tra, công ty Phúc Mỹ có trụ sở tại huyện Châu Thành. Dù giấy phép sản xuất phân bón của công ty hết hạn vào năm ngoái, nhưng Cường vẫn chỉ đạo nhân viên thuê công nhân làm phân bón. Nhóm này dùng các loại nguyên liệu đã mua sẵn, pha trộn theo công thức do Cường lập sẵn, tạo ra các loại phân bón như ure, DAP, NPK, kali, miễn 61%. Tháng 12 năm 2022, Cường cho pha trộn và bán 253 phân bón hiệu kali miễn 61% cho một cửa hàng ở Kiên Giang. Qua điều tra, công an kiểm tra và bắt quả tang việc pha trộn phân bón của công ty Cường, lập biên bản tạm giữ 374 bao phân bón. Theo kết luận giám định của Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, phân bón do công ty Phúc Mỹ sản xuất là giả về chất lượng. Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can bắt tạm giam Kiều Xuân Cường. Mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, người thân hóa kẻ thù, sát hại lẫn nhau. Ngày 15 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm với bị cáo Trần Thiên Nga, 55 tuổi, ngụ phường An Bình, thành phố Biên Hòa về hành vi giết người. Theo cáo trạng, gia đình bà Nga và bà Trương Phùng Đăng, 63 tuổi, em chồng của Nga, sống chung trong căn nhà tại phường An Bình. Hai bên xảy ra tranh chấp tài sản thừa kế là căn nhà của cha mẹ để lại. Sau khi tòa phân xử cho bà Đăng được thừa kế căn nhà đang ở, bà Đăng đã buộc vợ chồng Nga dời đi chỗ khác, khiến mâu thuẫn càng thêm gay gắt. Nga đã nảy sinh ý định giết bà Đăng. Ngày 16 tháng 7 năm 2022, thấy bà Đăng đang giặt đồ trong phòng tắm, Nga đã đổ xăng lên người bà Đăng và bật lửa đốt, khiến nạn nhân tử vong. Nga đã bị bắt giữ sau đó. Tòa đã tuyên Trần Thiên Nga mức án 18 năm tù về tội giết người. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến chết người đã xảy ra vào tối qua tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 9, một xe tải lưu thông trên đường Nguyễn Văn Tiên hướng từ phường Trảng Giải ra đường Đồng Khởi. Khi xe này đi đến khu phố 3 thì va chạm với xe máy do một thanh niên 27 tuổi ngụ huyện Vĩnh Cửu điều khiển lưu thông cùng chiều. Sau cú va chạm, thanh niên đi xe máy bị xe tải cán trúng, tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn. Đến 21 giờ tối qua, thi thể nạn nhân được chuyển tới bệnh viện để khám nghiệm tử thi. Hôm qua, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR-272 đã tiếp cận được tàu hàng mang quốc tịch Panama để cấp cứu thuyền viên trên tàu bị tai nạn lao động. Trước đó, tối ngày 15 tháng 9, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu hàng mang quốc tịch Panama đang hành trình từ Singapore đi Trung Quốc. Khi đến vùng biển cách Vũng Tàu khoảng 156 hải lý thì xảy ra tai nạn lao động khiến một thợ máy bị thương, mất nhiều máu. Thuyền trưởng đã cho tàu chuyển hướng hành trình về Vũng Tàu và đề nghị được cứu hộ khẩn cấp. Trung tâm đã phối hợp hướng dẫn y tế chăm sóc cho thuyền viên gặp nạn, đồng thời điều tàu chuyên dụng SAR-272 đi cứu nạn. Đến rạng sáng ngày 16 tháng 9, tàu SAR-272 đã tiếp cận tàu hàng, chuyển nạn nhân sang tàu SAR-272 và đưa về bờ cấp cứu. Nhờ được cứu hộ kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm và được đưa đến Bệnh viện Pháp Việt tại thành phố Hồ Chí Minh điều trị.
Thế giới trong đêm có gì? Công ty đồ uống tại Ba Lan đề bạt giám đốc điều hành là robot. Khai mạc lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest tại Munich, Đức. Thưa quý vị, cơ quan y tế Anh đã khởi động sớm chương trình tiêm chủng mùa đông do lo ngại về một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại nước này. Nhóm được ưu tiên tiêm vaccine bao gồm nhân viên y tế và người cao tuổi, đặc biệt là những người sống trong viện dưỡng lão. Theo các chuyên gia thuộc cơ quan y tế cộng đồng Anh cho biết, việc tiêm chủng là một biện pháp đề phòng sau khi một biến thể mới có tên là BA286 được xác định xuất hiện tại Anh vào giữa tháng trước. Dù biến thể này không được xếp vào nhóm đáng lo ngại, các bác sĩ hy vọng chương trình tiêm chủng sẽ giúp bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Có nhiều sự thay đổi phân tử trên bề mặt của biến thể BA286 có thể khiến nó dễ lây nhiễm hơn, vì thế hệ miễn dịch hiện tại có thể sẽ không nhận diện được. Ngoài nhân viên y tế và người cao tuổi, những người bị suy yếu hệ miễn dịch và mắc bệnh mãn tính cũng được khuyến khích tiêm vaccine. Ngoài bệnh viện, các hiệu thuốc tại Anh cũng được phép cung cấp dịch vụ tiêm vaccine. Mục tiêu của chương trình tiêm chủng sớm là nhằm đảm bảo cho các bệnh viện tại Anh không quá tải khi mùa đông đến. Một công ty đồ uống tại Ba Lan vừa bổ nhiệm một người máy làm giám đốc điều hành thử nghiệm. Robot này sử dụng các mô hình ngôn ngữ giống như ứng dụng ChatGPT. Công ty này cho rằng CEO con người và CEO AI sẽ có thể làm việc cùng nhau, kết hợp những điểm mạnh của cả hai để hoàn thành công việc tốt hơn. Xin chào, tôi là Mika, CEO AI thử nghiệm đầu tiên trên thế giới tại Dictator. Thật tuyệt vời khi được tương tác với bạn. Mika được phát triển bởi công ty Hanson Robotics có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc. Công ty rượu rum Dictator ban đầu sử dụng Mika để phát hiện khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, Mika giờ đây đã đảm nhận thêm nhiều công việc khác, trong đó có việc lựa chọn nghệ sĩ thiết kế vỏ chai. Quá trình ra quyết định của tôi dựa vào việc phân tích dữ liệu sâu rộng và phù hợp với các mục tiêu chiến lược của công ty. Quá trình này không có thành kiến cá nhân, đảm bảo các lựa chọn mang tính chiến lược và không thiên vị ưu tiên lợi ích tốt nhất của tổ chức. CEO AI sẽ không đe dọa công việc của CEO người, mà sẽ cung cấp thêm nhiều tính năng và đem lại cho công ty lợi thế trong một thế giới đầy sự cạnh tranh. Trí tuệ nhân tạo cũng sẽ không thuê hay sa thải bất kỳ ai. Đó vẫn là những quyết định quan trọng thuộc về đội ngũ điều hành là con người. Ngoài khả năng phân tích dữ liệu, Mika còn có lợi thế là có thể vận hành 24/7 và không cần nghỉ cuối tuần. Hãng nội thất IKEA từ Thụy Điển vừa giới thiệu một chiếc ghế đặc biệt nhân kỷ niệm tròn 50 năm trị vì của vua Carl 16 Gustav. Chiếc ghế này đang được trưng bày tại một công viên ở trung tâm thủ đô Stockholm. Mẫu ghế này vốn là một trong những sản phẩm mang tính biểu tượng của IKEA, vốn được bán lần đầu tiên vào năm 1967. IKEA đã thiết kế lại chiếc ghế và đặt tên mới cho nó là Dipplinger. Thiết kế được lấy cảm hứng từ trang phục tham dự Olympic 1972 của Thụy Điển. Chúng tôi cũng thêm thắt một số chi tiết như hình trái tim trên nền màu xanh xương. IKEA ra mắt sản phẩm mới cũng nhân dịp 80 năm thành lập hãng. Dự kiến chiếc ghế mới này sẽ bắt đầu được bán từ tháng 1 năm 2024. Với 50 năm trị vì, vua Carl 16 Gustav là vị vua của ngai vàng lâu nhất ở Thụy Điển. Ông lên ngôi ngày 15 tháng 9 năm 1973 khi mới 27 tuổi, sau khi ông nội là vua Gustav đệ lục Adolf băng hà. Tại Thụy Điển, nhà vua là nguyên thủ quốc gia chính thức nhưng phần lớn chỉ đảm nhiệm các hoạt động mang tính nghi lễ và đại diện. Kuniga, một thị trấn cổ kính ở Latvia, vẻ ngoài của nó dường như không thay đổi trong hàng trăm năm. Nguồn gốc hình thành của ngôi làng quay về tận thế kỷ 13. UNESCO đang xem xét việc đưa ngôi làng vào danh sách di sản thế giới. Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và nhà sử học Latvia đã chuẩn bị cho việc đề cử Kuniga cho UNESCO trong suốt 10 năm qua. Khi nơi đây được hình thành, mọi người đến từ Đức, từ Thụy Điển, chúng tôi có bằng chứng trong bảo tàng, chúng tôi có giấy phép của các nhà sản xuất khác nhau, chúng tôi còn có danh sách những người thợ thủ công. Ủy ban bảo tồn của Liên Hợp Quốc hiện đang xem xét liệu Kuniga có thể gia nhập danh sách di sản thế giới của họ hay không. Đây không phải là thành phố mà bạn đến để tìm kiếm phong cách kiến trúc hay những cái tên nổi tiếng, mà bạn đến đây vì chính nơi đây, để hiểu về nơi chốn này, hiểu ngữ nghĩa về tình yêu thương, giống như chính đây là ngôi nhà của chính bạn, là nơi ở của chính bạn. Một trong những niềm tự hào lớn nhất của thị trấn là nhà thờ Lutheran cũ, ban đầu được xây dựng bằng gỗ vào thế kỷ 13. Nó đã được tái thiết vào thế kỷ 17 sau khi bị hỏa hoạn làm hỏng. Các thợ mộc hiện cũng đang làm việc trên hơn 400 tòa nhà. Cuối tháng này, Hội đồng UNESCO sẽ họp và công bố những quốc gia nào lọt vào danh sách di sản.
Ngày 16 tháng 9, Oktoberfest, lễ hội bia lớn nhất thế giới đã khai mạc tại Munich, Đức. Sự kiện sẽ kéo dài hơn 2 tuần và dự kiến thu hút ít nhất 6 triệu người tham gia đến từ khắp nơi trên thế giới. Từ sáng, đám đông trong trang phục truyền thống đã đổ về công viên Theory Sienwiser để chuẩn bị cho lễ hội Oktoberfest lần thứ 188. Đến giữa trưa, thị trưởng Munich Dieter Ritter khui thùng bia đầu tiên và hô khẩu hiệu truyền thống Osaptis, có nghĩa là bia đã được rót, để chính thức khai mạc lễ hội. Ông Ritter sau đó trao ly bia đầu tiên cho thủ hiến bang Bavaria Markus Söder. Một ngày tuyệt vời cho bang Bavaria và nước Đức. Lễ hội này là dịp để mọi người thỏa sức ăn uống và tận hưởng niềm vui của cuộc sống. Chúc mọi người có một lễ hội tuyệt vời. Điều ước của tôi cũng giống như trước đây, đó là mọi người có một lễ hội bình yên và vui vẻ, về nhà an toàn. Tôi đã trông chờ đến lễ hội này trong nhiều tuần qua. Thật vui khi có mặt tại đây và đắm mình vào văn hóa và truyền thống. Ngoài bia, lễ hội còn phục vụ món ăn và âm nhạc, tổ chức trò chơi mạo hiểm và các màn diễu hành. Lễ hội sẽ khép lại vào ngày 3 tháng 10, cũng là ngày thống nhất nước Đức. Một cuộc thi trèo cột đã diễn ra tại Đài Loan, Trung Quốc, đánh dấu kết thúc tháng 7 âm lịch. Chương trình này đã bị hoãn trong 3 năm qua do đại dịch COVID-19. Sự kiện mang tên Chang của được tổ chức tại thị trấn Đồ Thành thuộc huyện Nghi Lan, phía đông bắc đảo Đài Loan. Các đội thi nhau trèo lên những cây cột cao khoảng 11 mét. Những cây cột còn được bôi dầu mỡ để tăng độ khó. Sau đó, các thí sinh phải tiếp tục trèo lên những bó tre cao khoảng 8 mét. Người đầu giành được lá cờ trên đỉnh cao nhất sẽ giành chiến thắng. Người dân địa phương tin rằng tiếng cổ vũ và reo hò của khán giả cùng với tiếng pháo có thể xua đuổi ma quỷ, đánh dấu kết thúc tháng 7 âm lịch và cầu mong may mắn trong khoảng thời gian còn lại trong năm. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin cập nhật. Chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt.